Dạ cả nhà ơi à, mày biết theo đi làm keo hôm nay mới chịu xuống cái đồng đấy này. Hôm nay xuống cái đồng á thì lúa tốt lùm lún rồi, lúa đẻ xòe hết ra rồi. Bây giờ họ đang thúc thúc đồng á, thúc đạm đồng. Thế là em Nga mới bớt nghỉ để đi 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 thúc đạm đấy này. Trên hai bác hàng xóm là thúc đạm rồi này, xong rồi là rổ cỏ. Em Nga may mắn là cỏ không có mấy, thế là không phải rổ cỏ chứ cả. Chỉ làm cỏ bờ thôi, cỏ bờ thì làm một lần rồi á, nên là cũng 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 không tốt lắm. Bây giờ để làm lại một lần nữa ấy là dưới mép bờ thôi, chứ còn phía trên này thì chắc là phải bảo ông nội hay chú có đi xẻ thì chú xẻ cho luôn, chứ cái loại này không làm được, niềm bứt không sát gốc được, nó nhanh mọc, đưa máy đi xẻ là sát dưới gốc luôn, thế là được lâu. Lúa hôm nay tốt lắm rồi, chuẩn bị giờ mà thúc đồng này khoảng khoảng mấy chục ngày nữa là nó rỗ nó nổ, thế là một tháng sau nữa là cắt thôi. Em đi từ cái hôm mà mấy cái vạt ngô kia mới bé tí mới được khoảng như là 5 phân 10 phân, thế mà hôm nay ngô đã tốt như vậy rồi nè. Được việc nọ thì là vất mất việc kia đây này. Chú tí lại cứ tham gia vào lúa nhà em Nga rồi này, thở ra là ăn. Hơi giờ một tí là bị chuột liền, tại vì đây này mà cái cống này lắm thứ, thế là chuột nó ở, nên mình không đi được thường xuyên là bị ăn mất một đám ở đây này. Cái đám này là cái đám mà nhà em Nga đổ đất cải tạo nên lúa cũng không đẹp mấy, vàng vàng ấy, xong giờ này bị chuột phá nữa thế thành cũng gần như là hỏng mất cái núm lúa này rồi. Đó. Chiều này em Nga sẽ phải đưa thuốc xuống bỏ vào đây, chứ không có thì nó ăn dần sang bên kia là cũng gần hết đi rồi. Nay bé Thảo đi học về một cái này em Nga phải xuống đây ngay này, khăn mũ nón của em Thảo hắn để ở đây luôn. Đạm trên đường đi cũng mua đạm luôn, mua đạm mà là vãi thúc đồng đợt này là vãi cái đạm bằng đạm đỏ. Cái đạm này nó có cả đạm này có cả kali, vãi nó lúa chắc lắm, chắc mà không sợ sợ tốt, không sợ đổ, thế nên là cứ lần nào lần hai vãi đạm thúc đồng em Nga cũng vãi loại này cả. Có chưa đến một sào ruộng thôi mà chỗ ruộng này nó cũng tốt á, thế nên em Nga mua có một yến thì vãi cái tấm này là đủ thôi, nếu mà nhiều quá nó sẽ tốt tốt và nó đổ á, nên không thích. Bây giờ thì vãi đạm mình làm cỏ bờ cái đã đã. Cả nhà em Nga làm cho đau cả tay luôn. Mới được có từng này ruộng, thế là may quá chú đi đi xẻ dưới tên lấy nữa, thế là giờ chú lên chú bứt hồ đây này. Rồi ô máy một máy một lúc ạ thì bằng người xẻ một bồi luôn, mà máy này còn sạch nữa chứ. Em Nga mần mãi đấy này, tại vì những cái bò này nó nấm chuột nên em Nga cũng cần phải làm sạch, thế nên là lâu. Giờ chú nên hỗ trợ này. Máy móc là phải chứ, biết bao nhiêu lần tay mình làm. Máy làm rất là nhanh, phải một phát là được một lối dài như là cả mét, mét rưỡi. Nếu mà không làm đi thì chú tí chú sẽ hỏi thăm vào lúa mình nhiều lắm, nên là bờ là phải lúc nào cũng sạch sẽ chứ không có là làm ổ cho chuột ấy. Đồng người ta về vắng vẻ rồi mà chị em Nga hắn ở đây đây, tại vì đi trưa mai bé Thảo đi học về đến nơi cũng thành 7:30 8 giờ kém rồi. Bây giờ mà về thì không làm được mấy, nếu mà ở làm cố thì chưa chật hết luôn này. Thôi thì mà kệ mình, con mọn thì chấp nhận. Về sau họ may mà đầu tư bộ quần áo cái áo áo gió nên nó mát lắm, chứ không có thì cũng chuồn về. Cứ bóng người ta vất lung tung đi, nên là mình sẽ nó vấn vào máy. Thank you.
đúng là thích thật ấy. Em Nga không biết làm, học làm cũng không làm được ấy. Nếu mà làm được thế này thì nhàn lắm. Nhưng mà học mãi có làm được đâu. Em sợ lắm, tại vì nó là xẻ bằng cái lưỡi dao á. Thế nên em sợ lắm, lúc nó lỏng á. Cả nhà ơi, em Nga khi nãy định về á, thế là tím bé bảo thôi chị ơi, hay là trời mát mát ấy, thì hai chị em ta đi bỏ đạm ngô luôn. Thế là hai chị em cũng theo nhau đi bỏ đạm ngô đi. Nhưng mà xuống dưới đấy ở hai đầu cái cỏ của nó hơi nhiều. Thế là chị em cắt cỏ trước này cho nó rành ngô khỏi chuột, hai nữa là lấy về cho bò ăn này. Hai chị em chắc phải được cục cỏ nến về cho bò. Bỏ từ nãy đến giờ rồi, thế là mệt. Giờ đang nghỉ giải lao uống nước. Bây giờ thím này tiếp tục bỏ này. Nếu mà trời nắng thì cũng về đó. May sao rồi, trời động mưa này im mát thế này, bảo thôi thì đi đây cho được việc. Chiều ở nhà nghỉ. Nhà em ngô cỏ nhiều lắm, nhưng mà em để đi lấy liềm đi bứt thôi. Bứt hoặc ngoặc cái cho nó rảnh cho khỏi con chuột thôi. Chứ nhà bác hàng xóm này, bác cái này phun thuốc cái này sợ lắm. Phun được cái chết như này thì rất là nhàn. Nhưng mà sợ là mình có nổi xuống làm gì ấy, mình có nổi xuống ngô làm gì sợ nó độc. Thế là thôi, em với thím bé bảo thôi hai chị em mình lấy liềm đi bứt. Rồi chỗ nào tốt thì bứt về cho bò ăn, rồi chỗ nào xấu thì ngoặc vứt đi. Nắng quá cái đám ngô này cũng bị khô, bị héo. Tại vì cái đám đất này nó là đất sỏi đá này, nên nó héo vậy. Chứ những cái đám ở đây này, đất là đất bột, đất thịt thì lại xanh mù mịt luôn. Em Nga đang giải nào. Bây giờ mà đứng mà bỏ đạm á thì sẽ bị đổ hết ra ngoài hai bên như này, là cỏ nó ăn hết. Thế là phải cúi nung khung để bỏ sát cái gốc nó để cho nó khỏi té lung tung á, thì lại đau lưng. Bỏ được hai hàng ra hai hàng vào một cái là lại phải nghỉ uống nước cái đã, chứ không đau lưng lắm. Nhà em Nga thì làm ngô cả, còn bác nhà hàng xóm thì làm đỗ xanh. Bác chỉ làm một khúc thôi, một khúc mà để vừa ăn thôi, chứ cũng không làm nhiều. Tại vì nhà bác này chỉ có hai ông bà thôi, con cái thì đi làm xa hết. Đỗ hôm nay bắt đầu chín bói rồi này. Ồ, thấy cũng không chắc mấy, cũng do thời tiết nắng quá vậy. Hay là nứa đầu nó không chắc, chứ những nứa sau thì thấy chắc này. Chuẩn đỗ tằm luôn này. Đỗ xanh tằm. Ở chỗ em hay làm cái đỗ tằm này lắm, tại vì đỗ cao sản ấy thì quả nó to, nhưng mà chỉ được 1 đến 2 nứa đầu thôi nó sẽ bị sộp, nó không được gì nữa. Đỗ tằm này có thể bứt được 3 đến 4 nứa. Ngày xưa là cứ đến mùa này là tất cả những cái khu vực này là làm đỗ hết rồi này. Nhưng mà lâu lắm rồi á, tại vì làm đỗ sót lắm. Cũng ít người ăn nữa, tại vì không ăn mấy nữa, thế là làm ít đi. Và để trồng ngô cho nó nhàn. Trồng đỗ thì phải đi vặt vất vả, thế là ít nhà trồng đỗ lắm. Vần đan là trồng ngô. Ngô nhà em Nga mới đi cuốc cỏ đó, hôm nay lại ra bông rồi luôn. Bắt đầu ra bông nhỏ rồi, có dâu điều rồi. Hôm nay đi bỏ đạm để nuôi bông. Nuôi bông nuôi hột cho nó chắc hột á. Ồ, ngô này, băng một bãi luôn, đẹp chưa. Mọi năm là hay bỏ hoang ấy, nhưng mà năm nay thời tiết thuận nên là nhà em mới làm thôi. Làm này hóa hẳn, hóa đẹp á, nếu mà bỏ được cũng tiếc. Nhà phía trên đây thì người ta bỏ này. Bẻ ngô xong không làm gì cả, bây giờ cứ để đi cắt cỏ. Phía trên người ta làm cũng đẹp luôn, nhưng mà mấy nhà bác này sao lại không làm để bỏ hoang này không biết. Tiếc lắm. Giờ nhìn thấy ngô mới thấy những cái đám đất này không làm tiếc. Ngô đẹp, cây to như thế này mà. Và năm nay nhờ trời được ăn thì ngô tha hồ luôn. Chịu khó làm cái là có ngay rồi. Chị em đi còn phải kèm lung tung luôn đấy. Tí mua cả thức ăn cho chú tí nữa để nên bỏ đấy. Để tí nữa nên bỏ chứ không mà các chú làm việc hết. Thì bây giờ em Nga lại tiếp tục làm đây, làm một lúc nữa rồi về. Về hôm nữa mày tí nó hết động. Trời hết động, đồng lại nắng thì mệt lắm. Cả nhà ơi, hai chị em đi làm về muộn á. Thì là ở nhà trên vườn có mít chín, thì là ông nội ngồi bóc ở đây đây. Có ăn không mà phới ra cha?
Cái quả này là vỏ, cái hoa này nó hoa vỏ quao, cái hoa quao cha hề. Cái hoa này người ăn được thì nó đắng nhẫn nhẫn ngon, nhưng nhà em không may ăn, nhưng mà rụng xuống hết tiếc. Thế là ông nội cứ làm phơi rồi đó, mỗi hôm khoảng 5-7 hoa chứ cả nó cứ xử lại. Ôi xe rau thịt gà. Ta có ăn được màu đắng gì? Đắng đi hẳn đi. Thằng có đắng mà mốt đắng không cha ơi? Đắng. Bố mô sao thử bữa ấy. Thịt đó thì chạy đây. Thịt lợn, bố mô sao thịt lợn cũng được. Nam con con nữa mới sao. Ăn thử răng qua quả. Quả cha bê cho con tí. Đưa các bạn. Quả thì ăn bảo ngon, chứ còn hoa thì nhà em Nga chưa ăn bao giờ. Quả không ăn đắng. Quả đấy là quả thấy bảo đặc sản ấy. Mỗi lần mỗi chùm của nó chỉ được 2 đến 3 quả thôi. Nó là những cái chùm hoa của nó đó. Bây giờ đang ra hoa, ít nữa mới ra quả cơ. Năm nay có vẻ sấy. Thế chùm nhiều lắm. Cả một cây to luôn, nó nằm ở ngõ. Giới á? Rơi mũ mà bay ra đây. Đây là bê vào mà ăn. Đang đói bụng. Ăn đi. Ô chà. Thì là vừa có ăn luôn. Cá chấm kho. Canh này là canh ngải cứu nấu vịt lộn hồng mơ. Vịt lộn nấu ngải cứu. Cái món này em cũng không thích mấy, cũng hơi ngâm, nhưng chú Thủy này thích ăn. Mà chú đi làm về mệt thì bảo mà nấu riêng cho chú ăn nữa đó. Còn đây là món là hến xào giá. Hến ở đây con bé mà ta làm rồi người ta không qua tay của những lớp buôn á, nên là người ta không bỏ cái gì vào đâu, chứ chủ của lớp buôn á, cái con hến của nó rất là to, nhưng mà đây này con hến này nhỏ lắm. Hến của bà con ở đây tự làm ở sông về đãi là nó khác hẳn với cái hến của lớp buôn, không biết họ làm được kiểu gì. Chưa con rất là to. Cái em này là cả ăn cả điện thoại. Hôm qua có cái bà cô cho bánh đa này là của người ta làm bánh cu đơ ấy, bốn xung quanh viền người ta bẻ ra. Thế nó có những cái vụn vụn như thế này này. Nói vụn thì không vụn đâu, nhưng mà như thế này cũng được, cũng đủ xúc. Đủ để xúc luôn. Đó, để đây tí nữa là lấy bánh khô này xúc hến luôn. Đang chờ chú đừng để ăn cơm. Mít cho nó đói một tí đã. Mít của nhà nhà ông có mít dai, mít mật có hết. Nhưng mà cái cây mít này nó muối nó hơi bé, nó hơi mặn, nhưng mà ăn ngọt lắm. Ăn lấy muối để ăn cơm, không dám ăn nhiều, ăn ngọt vào tí ăn cơm được không ngon. Cháy ra nó 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 mưa lấy cho mẹ mấy muối mít mật với tôi. Qua hai ông bà lên vặt ở trên vườn xuống này, xách xô xách dây lên để cho mít vào trong xô rồi cho thọng xuống ạ. Em đi làm về thấy bà bảo bệnh nên là gọt ra rồi bỏ bệnh đủ. Em thì hay thích ăn mít mật. Đây thế đây mít mật ăn nhàn nữa thì nhai. Đây mật có thứ nhất là máu mà làm mà mua đi vô một cái gì ăn thôi, ăn hết một cái này ăn cơm này luôn luôn này và để cất vào tủ để lúc khác để ăn rồi để ăn cơm hay cơm. Cái này tí cũng lấy giấy bọc thực phẩm bọc lại cái khô và lớn chó rồi em không cất vào tủ các bạn thử ăn cơm. Và thôi bây giờ em là gia đình em Nga ăn cơm đây, rồi em xin mời cả nhà nhá. Tại em không xin dừng video này. Gặp mọi người này những video tiếp theo.